Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục An ninh Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Công an tỉnh công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm đại tá đối với sĩ quan công an nhân dân. Công an tỉnh tổ chức khen thưởng công dân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh tố giác tội phạm. Phóng sự cảnh giác thủ đoạn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiếp theo là phóng sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 15 tháng 6 năm 2021, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm đại tá đối với sĩ quan công an nhân dân. Tại buổi lễ, được sự ủy quyền của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh, đã trao quyết định thăng cấp bậc từ thượng tá lên đại tá cho đồng chí Tạ Đức Diễn, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đinh Ngọc Khoa nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Tạ Đức Diễn vừa được nhận quyết định thăng cấp bậc hàm lên đại tá. Đồng chí khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí Tạ Đức Diễn, đồng thời cũng là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào chung của toàn lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Giám đốc Tạ Đức Diễn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Công an tỉnh và toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh đã luôn quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ đồng chí trong quá trình công tác những năm qua. Đồng chí hứa sẽ không ngừng phấn đấu, trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp sức lực và trí tuệ, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó. Ngày 15-16 tháng 6 năm 2021, Công an tỉnh tổ chức trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 9 công dân trên địa bàn tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh tố giác tội phạm. Trước đó, ngày 3 tháng 5 năm 2021, lực lượng Công an tỉnh phát hiện có nhiều đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép cư trú trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình vây bắt, đã có nhiều đối tượng người nước ngoài chạy trốn. Qua thông tin tố giác và sự giúp sức của quần chúng nhân dân, trong các ngày từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 7 tháng 5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện bắt giữ tổng số 66 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh cư trú trái phép trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận tinh thần cảnh giác tích cực tham gia tố giác và đấu tranh phòng chống tội phạm của quần chúng nhân dân trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2021, Đại tá Trần Minh Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Công an thành phố Vĩnh Yên, Công an thành phố Phúc Yên và Công an huyện Lập Thạch đã trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 9 công dân trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên và huyện Lập Thạch, gồm ông Đỗ Văn Sơn, bà Trần Thị Phú cùng ở phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, ông Mai Tiến Dũng, ông Phan Văn Bắc, ông Nguyễn Văn Đáng cùng ở phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, ông Hoàng Văn Hạnh, ông Nguyễn Trọng Minh cùng ở phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, bà Lưu Thị Thu Hằng, ông Hoàng Văn Anh cùng ở xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch. Gần đây trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã xuất hiện nhiều đối tượng làm ăn thua lỗ, mất khả năng thanh toán nên đã cố tình làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, kinh tế khó khăn thì tình trạng này có xu hướng gia tăng. Vì vậy, mọi người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo này. Tuy đã thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất mình đang ở cho ngân hàng để vay 1,1 tỷ đồng, thế nhưng Phan Hùng Vĩ, sinh năm 1974, cùng vợ là Đào Thị Hương, sinh năm 1980, ở xã Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, lại cố tình làm thêm một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để giao bán mảnh đất trên cho anh Trần Ngọc Nam, sinh năm 1969, ở phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, với số tiền là 2 tỷ đồng. Khi ra văn phòng công chứng làm thủ tục sang tên, lực lượng chức năng đã phát hiện đây là giấy tờ giả. Chúng ta có nhìn thấy đây là một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật được cơ quan nhà nước cấp theo đúng cái quy định của pháp luật. Mọi thông tin trên cái giấy này là đều đứng tên của vợ chồng Đào Thị Hương và Phan Hồng Vĩ tại thửa đất số 07 bản đồ 49. Thế và đây là một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Đào Thị Hương đã làm giả với mục đích là để đem cái giấy chứng nhận sử dụng đất để đi vay tiền và làm cái thủ tục chuyển nhượng đất đối với những người bên ngoài. Bởi vì là khi mà
cái giấy chứng nhận cái tại cái thời thật đấy, tại cái thời điểm đó thì đối tượng đang cầm cố tại ngân hàng. Thế còn là đối tượng làm thêm cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, mục đích đi vay tiền bên ngoài. Thì khi mà đi vay tiền bên ngoài thì những cái cá nhân bên ngoài không có cái điều kiện để xác minh được là cái thông tin cái mảnh đất này đã được cầm cố chuyển nhượng hay được tiến dấp ở đâu. Thế cho nên là mọi người tin tưởng đã đồng ý để cho Hương vay tiền và làm cái thủ tục. Cùng phương thức thủ đoạn trên, vợ chồng đối tượng Vĩ tiếp tục sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp vay 500 triệu đồng của anh Đỗ Văn Quân và viết giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho anh Đỗ Văn Hải, cùng chú tại xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, để lấy 300 triệu đồng. Vợ tôi là Đào Thị Hương, có nghĩ ra một cái cách là không biết là liên móc nối với ai thì tôi không được biết, nhưng mà sản xuất, làm, tiêu thụ và dùng cái bìa đỏ giả đấy để đi vay. Và cái bìa đỏ giả đấy đi vay thì đến lần thứ hai thì vay tại nhà ông Quân ở Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc thì tôi được biết và tôi có ký để đi vay cho Đào Thị Hương, vợ tôi, là vay tiền của ông Quân. Thủ đoạn sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trường hợp của vợ chồng Phan Hùng Vĩ không phải là mới mà đã từng xảy ra từ nhiều năm trước đây. Tuy nhiên, hiện nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 làm cho cuộc sống khó khăn, vậy nên tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng sẽ diễn biến phức tạp hơn. Qua vụ việc trên, cơ quan công an cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo tài sản tương tự. Qua đây thì là cơ quan điều tra có cái kiến nghị, khi mà bà con nhân dân thực hiện những cái giao dịch liên quan đến giấy tờ chứng nhận của sử dụng đất là nên kiểm chứng lại các thông tin ở các chính quyền địa phương cũng như là sở hoặc phòng tài nguyên môi trường và các văn phòng quản lý đất đai để kiểm chứng các thông tin là cái đất giấy tờ này đã được cầm cố thế chấp vay tiền ở các cơ quan tín dụng hoặc là đã được chuyển nhượng chưa, để tránh cái việc là đối tượng làm giả những cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tạo lòng tin và vay tiền để chiếm đoạt tài sản của. Với hành vi của mình, vợ chồng Phan Hùng Vĩ đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Xuyên khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự, sử dụng giấy tờ tài liệu giả của cơ quan tổ chức theo khoản 3, điều 341 Bộ luật hình sự, với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Đây cũng là bài học cảnh báo cho các đối tượng có ý định lừa gạt người khác kiếm tiền bất chính. Thưa quý vị và các đồng chí, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, những năm gần đây, nhiều ổ nhóm đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy liên tiếp bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh triệt xóa, từ đó đã góp phần kiềm chế, từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh. Những năm gần đây, công an tỉnh Vĩnh Phúc liên tiếp triệt phá nhiều vụ mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Điển hình tháng 4 năm 2020 đã phá chuyên án mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, bắt giữ hai đối tượng là Phạm Văn Hải, sinh năm 1983 ở xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, và Nguyễn Ngọc Tú, sinh năm 1982 ở phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, vận chuyển 10 bánh heroin với trọng lượng 3,514 kg. Công tác đấu tranh với tội phạm tệ nạn ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện đã được triển khai quyết liệt. Chỉ trong năm 2020 đã phát hiện 114 vụ, bắt giữ 509 đối tượng. Với sự vào cuộc quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và những nỗ lực cố gắng của toàn lực lượng, tình hình tội phạm và tệ nạn liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh từng bước được kiềm chế. Lực lượng cảnh sát điều tra tội ma túy cũng đã có cái kế hoạch tham mưu ban đốc chỉ đạo các đơn vị địa phương là phối hợp với phòng cảnh sát điều tra ma túy nắm bắt tình của các đối tượng vận chuyển ma túy bằng biện pháp tinh vi xảo quyệt của chúng, để lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy có phương pháp, biện pháp để đấu tranh bắt giữ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 225 vụ với 283 đối tượng phạm tội vi phạm pháp luật về ma túy. Vật chứng thu giữ gần 0,4 kg heroin, 0,67 kg ma túy tổng hợp
và một số tang vật khác liên quan. Đã khởi tố 145 vụ với 172 bị can phạm tội mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Địa bàn thôn nó có xảy ra mấy trường hợp là có sử dụng chất ma túy, tức là nghiện đấy. Thế thì trước kia là cán bộ địa phương cũng cùng với lại thôn xóm cũng nhiều cái phương pháp để biện pháp để giáo dục răn đe rồi, nhưng mà cũng không ăn thua. Tức là thường xuyên là thôn xóm có xảy ra những cái trộm cắp vặt, cho nên là nó cũng rất chi là gây cái bức xúc cho nhân dân. Rồi từ những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm ấy, thì địa phương đánh giá rất cao về cái hiệu quả công tác của lực lượng công an trên tất cả lĩnh vực trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, an ninh nông thôn và đặc biệt là công tác phòng chống đấu tranh tội phạm ma túy đã có cái kết quả rất là cụ thể, thực hiện các chuyên án phối hợp với huyện chuyên án để bắt giữ các cái đối tượng buôn bán ma túy trên địa bàn, thế rồi là tuyên truyền vận động các cái đối tượng nghiện ma túy, buôn bán ma túy đi cai nghiện tại các trung tâm cai nghiện, và nếu trường hợp cần thiết có thể áp dụng biện pháp bắt buộc để vào cai nghiện để làm trong sạch trên địa bàn. Để tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy trong thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh, đặc biệt là công tác phòng ngừa, từng bước ngăn chặn và khống chế nguồn ma túy từ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh cố gắng của lực lượng công an, các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân cũng cần chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc phát hiện, tố giác tội phạm liên quan đến ma túy, giúp đỡ người cai nghiện tại cộng đồng. Vì chỉ khi huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội và cộng đồng thì hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy mới được bền vững. Chuyên mục An ninh Vĩnh Phúc hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chuyên mục này kỳ sau.